Anh hôm nay là được ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày thứ 8 nhỉ? Thế là bệnh nhân bị gút này. Đấy, hôm nay là ngày thứ 8 điều trị ở nhà thuốc Trung Kiên này. Ôi nhanh nhỉ, đã được ngày thứ 8 rồi à? Hôm nay rút và đỡ cong nhá. Chỗ này nó không căng nữa này, mà những cái vết này nó khô hết rồi. Nhưng hôm đầu tiên nó tấy đỏ lên, nó dị nước rồi này. Nó khô không chảy nước ra đâu nhỉ? Không chảy nước nữa. Không chảy nước nữa anh nhỉ? Nhà mình đi chấn thương tốt. Tốt quá. Như này là cực kỳ tốt rồi, chắc là anh thấy là ổn đấy. Em nghĩ là hôm đầu tiên nhìn thấy nó tím mà nó căng cứng cái chỗ này lên, mà nó đỏ tấy tím lên nhá. Cái này là nó sâu lỗ bên trong nên đấy. Nó mới mưng mủ, nó đấy. Mưng nó chảy nước ra nhưng đấy. Bây giờ khô hết rồi. Nó căng mà nhức đúng không? Căng bây giờ đỡ nhức đúng không? Rất khó chịu rồi anh nhỉ? Bây giờ đi được rồi, anh thấy ok, ổn không? Giờ đi tán gái tốt. Nay đi tán gái tốt rồi.